Xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ngay cái ngã năm, ở ngay cái công viên Hoàng Văn Thụ đó mọi người. Ngay công viên Hoàng Văn Thụ. Bên này là cái đường bên này là đường Cộng Hòa nhá. Đường Cộng Hòa. Hướng chúng ta đi là đây là cái hướng công viên Hoàng Văn Thụ và đi thẳng ra sân bay Tân Sơn Nhất. Hôm nay thì Kiên muốn chia sẻ với mọi người một cái quán, là quán bánh cuốn nóng. Đây, quán bánh cuốn nóng mà bán vào ban đêm nhé mọi người ơi. Đây, quán bánh cuốn nóng đây. Nó là bánh cuốn nóng, bánh cuốn trứng nhé. Ở đây là cái quán bánh cuốn này, nó nằm ở ngay số, nó là số 367 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình nhé mọi người. Đây là cái số này. Để Kiên zoom lại cho mọi người xem nhé. Ở đây có chị bán bánh cuốn ở đây này. Đây bánh cuốn nóng nhé. Em chào chị. Đây, chị đang trang bánh cuốn đây mọi người. Đây là bánh cuốn nóng, bánh cuốn trứng nha. Ô, có thằng nhóc này giỏi ha, là con nhỏ mà biết phụ mẹ bán bánh cuốn này. Đây phải là bé là gì không? Vâng. Giỏi thế, phụ mẹ bán bánh cuốn luôn. Ồ, biết trang bánh luôn hả? Đang tập hả? Nay thấy ngồi trang bánh luôn. Đây có bánh bánh tôm này mọi người. Đây một đĩa bánh là gì? Vâng, một phần này thì bao nhiêu chị nhỉ? 25.000. Cuốn trứng là 25.000. Này cuốn trứng 25 này. Ồ, có rất là nhiều nhá, chả rồi nem rồi bánh tôm, rau. Đây trong này có chả này, nem này, bánh tôm này. Bánh cuốn thường là bao nhiêu chị? Bánh cuốn thường là 20.000. Bánh cuốn thường là 20. Đây một phần nha. Cái này là rau giá ăn kèm này mọi người. Đây này giá này, với lại rau thơm này ăn kèm nhé. Ở đây mình bán lâu chưa chị nhờ? Gần 10 năm rồi chị. Wow, chị bán được gần 10 năm rồi nha cả nhà. Đây đây cái nồi của chị này, đây bánh cuốn trứng này. Bán gần 10 năm rồi. Ở đây là chị bán lúc mấy giờ chị? Bán từ 6 giờ tối đến 3 giờ sáng. Từ 6 giờ tối mà tới 3 giờ sáng mai luôn, bán thâu đêm luôn rồi chị. Vâng. 6 giờ tối mà tới 3 giờ sáng luôn nha mọi người ơi. Đây là bột gạo này. Đây là trứng gà nhá. Đây khách ăn thì có bàn ghế ngồi đàng hoàng nha mọi người. Thank you.
đây xem chị căng bánh này này. Mọi người thích đó. Chú ăn ở đây lâu chưa chú? Có ăn hay ăn ở đây không? Ăn mấy năm rồi? Nhà chú gần đây không? Đây này, chú bảo là chú ăn ở đây nhiều lâu rồi chú nhỉ? À, nhà ở đây luôn hả? À, nhà này luôn. Chú hay ăn bánh cuốn của chị không? Chú cảm nhận sao? Có ngon không chú? Ngon à. Năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi chú nhỉ? 67. 67 rồi, gần 70 rồi. Wow, chú vẫn chú... Dạ. Nhìn chú vẫn là khỏe, rất là khỏe. Anh cuốn đây là nhà chú là chú cho thuê đây hả? À, chú cho thuê nhà đây. Đây gặp chú đang xem chị cảm anh cuốn rồi. Đây là chỉ có bánh cuốn trứng và bánh cuốn thường. Bánh cuốn trứng thì là 25k, bánh cuốn thường là 20k. Dạ. Ở đây lạ hơn chỗ khác là có trứng gà đúng không chú? Dạ. Chú thích ăn ở đây không? Nó có cái vị gì mà đặc biệt để chú hay ăn không chú? Cái thứ nhất là nóng, ăn liền, đổ ra ăn liền. À, nóng, nhất là nóng mà mình ăn liền đúng không chú? À, lúc mà nó cũng ngon hơn. Dạ. Cái mà để nguội. Đúng rồi, ăn liền nóng ngon hơn là để nguội. Dạ. Đây thấy một cái cuốn, chỉ cuốn của nó cũng rất là bự, to như này. Ăn hai cuốn là no luôn á. Xem chị giá ai đi lên cuồng. Chị là quê ở đâu chị nhỉ? Quê Nam Định anh ơi. À, quê Nam Định. Em thấy là em đi chia sẻ nhiều quán bánh cuốn rồi, nhưng mà Nam Định nhiều lắm. Mấy cô mấy... Em... Bên quận 3 này, bên chỗ cách mạng 8. Nói chung là có mấy quán luôn, toàn là những cô chú anh chị ở Nam Định. Nếu kiểu hình như là gia đình như sao á? Bên cách mạng 8 ở cái nhà bà chị đấy. À, nhà bà chị của chị hả? Ồ, ừ. Oh, hay quá. Gia đình chị gái à. Ngã tư này gọi là ngã năm, này gọi là ngã năm gì chị nhỉ? Lăng Gia Cả. Vòng xoay Lăng Gia Cả. À, đây là vòng xoay Lăng Gia Cả, mình quên nhá. Đây là vòng xoay Lăng Gia Cả nhá mọi người. Bên kia là Bùng Binh Lăng Gia Cả. À, cái này là Bùng Binh Lăng Gia Cả đúng không chú? Con ở đây mà con cũng không có biết luôn, con nghe nhưng mà con cũng không biết luôn á. Đây là cái Bùng Binh Lăng Gia Cả nhá mọi người ơi. Có người gọi là Bùng Binh Cộng Hòa chú. Nó là đầu đường Cộng Hòa. Đầu đường Cộng Hòa với lại là Hoàng Văn Thụ. Dạ. Lê Văn Sĩ. À, Lê Trọng Tuyển hả? Lê Văn Sĩ. À, Lê Văn Sĩ, Lê Văn Sĩ. Gọi là Bùng Binh Cộng Hòa. Dạ. Có tiện ai cái người ta tiện người ta gọi cái đó. Dạ. Đúng rồi, nó là Bùng Binh
đúng là Mùng Minh Lang Gia Cả. Xưa là ngay chỗ Mùng Minh đây là ông Alex Trần Đầu Đốt, ông Lang Gia Cả, cái mộ nằm ngay đây, cái lăng mộ nằm ngay đây. À, lăng của ông nằm ngay đây. À, nhà nước giải tỏa cái lăng nó đi. Dạ. Giải tỏa đi là gọi đặt cái theo cái tên luôn thôi. Dạ. Cảm ơn chú. Đang đi chia sẻ bánh cuốn là nghe chú kể chuyện ngày xưa luôn. Cái đúng của nó là nó cái tên của nó là Bùng Minh Lang Gia Cả là đúng nhất. Dạ. Tên là Bùng Minh Lang Gia Cả đúng nhất. Đó cái là mọi người cái đàn lục tung thôi chứ còn của nó là Bùng Minh Lang Gia Cả. Dạ. Này hồi đó ở đây là cái lăng của ông Gia Cả. Dạ. Ông Alexandrov. Dạ. Ông đó là tạo ra cái chữ quốc ngữ của mình. À, ông tạo ra chữ quốc ngữ của mình. Dạ. Đây con lại biết thêm một kiến thức nữa. Dạ. Rồi cảm ơn ông, cảm ơn thầy. Chị làm cho em một cuốn bánh cuốn trứng thì em ăn thử một cuốn thôi, tại em ăn tối rồi lại ăn một cuốn ăn thử thôi. Okay. Hết nước không vậy? Hết nước cháy nồi luôn à. Ê, nói chuyện quá cháy nồi. Cháy nồi luôn à. À, đây mọi người, đây kênh gọi có một cuốn thôi mà rất là nhiều nhá. Ngày ăn là no luôn đó mọi người. Đây có chả này. Đây chả nhá. Này, nem chua này. Đây là bánh cuốn trứng thì 25 ngàn một phần. Đây có bánh tôm. Nhìn hấp dẫn không? Ở đây là chỉ bán là 10 năm mà. Rồi mình sẽ làm nước chấm nhá. Đây có nước mắm, mọi người ăn cay thì mình có thể bỏ thêm ớt. Này là ớt xay. Rồi kính mời cả nhà. Cái này thử cái nem này. Nem này nem ngọt. Ở đây ăn cái nem ăn chua không? Chua chua ngọt ngọt. Cái này có không? Hành phi. Đây có rau thơm nha mọi người. Rau thơm với giá thấp nha. Nguyên một cái đĩa này ăn bự quá.
có hai loại chả nhá, một là chả Quế này, chả Quế, cái này là chả giò. Đánh cam ở đây chiên hơi quá tay chút xíu nên nó hơi cháy xíu rồi. Hôm nay chiên mấy cam lửa hơi nhiều nên hơi cháy. Cháy ngon, rất là giòn mọi người. Giá rất là ngọt nhá, giá với dầu thơm. Ở trong này là có cái nhân không? Nhân là gồm có nấm này, củ sắn, nó là thịt. Chung là bánh cuốn ở đây thì theo Kiên là cái khẩu vị của mình là mình ăn thấy là ok, ngon nhé mọi người. Mọi người vừa rồi thì Kiên đã thưởng thức cái món bánh cuốn ở đây nhé. Thì Kiên ăn thì Kiên cảm nhận thì nó cái bánh thì nó rất là mềm, ăn thì cái vị trứng nó béo nhé, nó béo. Chỉ làm một đĩa mà Kiên ăn cũng chưa hết. Và đây thì thấy chị làm này rất là sạch sẽ này. Rồi mọi người có dịp hãy ghé số là bên này là số bao nhiêu, 367 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình nhé. Mình có thể là thưởng thức cái món bánh cuốn trứng, bánh cuốn nóng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.